Cầu Kho, ngày 19 tháng 2, 1927. Thầy các con, thầy vì lẽ công mà phong chức sắc cho mỗi đứa là cũng do Tam giáo tòa xin. Chớ xem lại trong hàng môn đệ đã thọ tước cũng chưa đặng mấy đứa cho xứng đáng. Vậy các con đứa nào đã được thưởng phong cũng chẳng nên vội mừng mà quên phận sự. Còn mấy đứa chưa đặng phong thưởng cũng không nên vội buồn mà thất đạo tâm. Các con hiểu à? Thầy ước sao các con biết tự lập thì thầy mới vui lòng. Chớ các con nhập môn cho đông, lãnh thiên phong cho nhiều mà không đủ tư cách, thì các con phải tự hỏi mình coi có bổ ích vào đâu chăng. Hiểu à? Khai đàn tại Phước Long Tự, chợ Điệm, ngày 1 tháng 3, 1927. Thầy các con, cái tình cảm hóa của con người là tình thường ứng hiệp trời đất. Cho nên khi tâm tịnh thường cảm hoài, hằng tìm nơi ưu quyền mà nghĩ nghĩ trong trí khôn, ấy là kẻ có sẵn tình ý thiên nhiên tạo hóa. Còn có một hạng người cũng có tánh thiên liêng ấy, nhưng lại không để trí khôn vào lối cao thượng, mà cứ quen thói hung hăng, nghĩ những việc bạo tàn, làm những điều tội lỗi. Ấy là những kẻ nghịch thiên, không biết luân hồi là chi cả. Chúng nó lại tưởng rằng kiếp người là kiếp sống, chỉ có giây giờ rồi tiêu mất, nên tìm những trước sau kế độc cho đặng của nhiều, no lòng sướng dạ, chối kệ luân hồi. Thầy hỏi, vậy chớ cái trí khôn của con người biết thương, ghét, vui, buồn mà toàn trong nhân loại đều có, khi rốt cuộc thì trí khôn ấy đi đâu? Không lẽ cái trí khôn ngoan dường ấy mà cũng mất đi đặng sao các con? Thầy hỏi như vậy đặng cho các con mỗi đứa về suy nghĩ mà trả lời cho mình. Hễ trả lời phù hợp thì dễ biết đạo, còn ngu xuẩn thì cũng quờn ngu xuẩn. Thầy dạy phái nữ biết trọng tam tùng tứ đức, nam phái tam can ngũ thường. Hễ nhân đạo thành thì là phù hợp thiên đạo. Nghe à! Đại đàn Cầu Kho, ngày 5 tháng 3, 1927. Ngọc Hoàng Thượng Đế viết cao đài giáo đạo Nam Phương. Trong các con có nhiều đứa lầm tưởng hễ vào đạo thì phải phế hết nhân sự, nên chúng nó ngày đêm mơ tưởng có một điều rất thấp thỏi, là vào một chỗ u nhàn mà ẩn thân luyện đạo. Thầy nói cho các con biết, nếu công quả chưa xong thì không thế nào các con luyện thành đặng đâu mà mong. Vậy muốn đắc quả thì chỉ có một điều, phổ độ chúng sanh mà thôi. Như không làm nặng thế này thì tìm cách khác mà làm âm chất, thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu, cũng thế đạt địa vị tối cao. Các con phải hiểu thánh ý thầy mà trau dồi chí lớn. Dầu đi lối nào cũng phải cần cái đèn thiên liêng chiếu rõ mới đi đặng vững bước. Làm vua, làm thầy, làm công nghệ, làm đạo sĩ cũng cần phải có cái chí lớn mới mong thành tựu đặng. Các nghề dưới thế không có nghề nào là vô dụng, mà vô dụng là tại người không chuyên vậy. Chư ấy nữ ơi, các con thường để mắt dòm lên thấy kẻ cao sang thì các con cho rằng các con vô phước, còn nhìn xuống thấy đồng chủng thấp hèn thì các con lại đem lòng khi bạc. Ấy là một điều vô đạo. Thầy khuyên các con phải mở rộng trí ra mà thương nhân loại thì mới hợp ý thầy.
các con phải giữ gìn đức hạnh đối với kẻ trên bằng chữ khiêm hòa, đối với kẻ dưới bằng chữ khoan dung. Nghe các con. Nam phái chư môn đệ mới, các con nghe. Bấy lâu vì lẽ công bình thiên đạo nên các con chịu lắm là đều đau đớn, mà cũng vì không biết tu luyện cái chí cao thượng của thầy ban cho, cứ một lối thấp hèn quanh quẩn, chẳng cho trí não ra khỏi vòng mờ tối, cho nên bước đường quá nên trở ngại mà lâu tấn bộ. Vậy từ đây các con đã nhập môn thì phải để ý vào đường chánh giáo mà cùng nhau bước tới cho khỏi lối chông gai. Các con đừng vì tư lợi mà làm mất nhân cách thì rất uổng cái điểm linh quang của thầy để vào sát thân của các con lắm. Các con nghe. Ngày 5 April 1927, thầy các con. Trung. Con vì có nhiều trách nhiệm trọng yếu nên thầy đã có sai tê thế mặt đặng phổ độ và tự dạy các môn đệ nơi mấy tỉnh trên. Con đã tới một lối đàn trở gai, vì nỗi ấy mà công quả về sau này mới vẹn toàn đặng. Thầy đã cho phép con và các môn đệ có trách nhiệm xứng đáng đặng tự liệu chung lo mà làm cho hoàn toàn nền đạo của thầy đã vun đắp từ bấy nay. Có phần lo lắng của các con mới có thể lập nền công quả xứng đáng. Vậy dầu việc chi cũng khá bền lòng đinh sắt thì con đường trở gai cách mấy cũng tới chốn được. Thầy đã lấy từ bi mà dìu dắt từ bước đường hôm nay các con, đặng lấy chí thánh của thầy đã ung đúc mà dìu dắt lại sanh linh lớn nhỏ phải cần tương thân tương ái nhau, kính yêu chỉ dẫn nhau, đem tất lòng thanh bạch để làm mảnh gương soi sáng bước đường hậu tấn. Đường đi cũng còn dài, bước đạo còn nhiều nỗi trắc trở. Nếu chẳng để dạ nương nhờ lấy nhau, một mai các con phải xa vắng lời thầy truyền nhủ thì các con phải trở ra thế nào nữa? Mấy chuyện con tính đều được, tâm trí các con lai động ưu tư, tức là thần thánh dẫn đường để chỉ cho con ra khỏi lối mịt mờ. Nhưng đặng cùng không nên hay hư đều tại nơi tất thành của mỗi đứa nữa. Cứ đường ngay để bước thì dầu thế nào các con cũng dường nhau xong bổn phận đặng. Nếu cứ than khó dừng bước thì dầu sự dễ cũng không thành tựu. Mạng trời đã định, nhưng có sức của các con mới đặng kết quả hoàn toàn. Thầy để lời cho các con biết rằng phần nhiều các giáo hữu không xét biết trách nhiệm của mình, con phải nhắc cho chúng nó hiểu. Mỗi giáo hữu ít nữa phải thông cội rễ nền đạo, chúng nó năng tìm biết thánh ngôn của thầy đã dạy và thay phiên nhau mà nói đạo cho chư thiện nam tín nữ hiểu. Nhiều giáo hữu không biết một nét chi về việc đạo, chư tín đồ không trông học hỏi đến đặng thì chức sắc còn có bổ ích chi. Con phải nhắc cho chúng nó và hội thánh phải hội một tháng một kỳ mà chỉ dẫn cho nhau về việc thuyết đạo trong mỗi đàn. Nghe, thầy ban ơn cho các con. Ngày 12 April 1927, thầy các con. Các con, thầy cũng đã thấy rõ lòng của các con khấn khích về nền đạo là dường nào. Trong các con nhiều đứa muốn chư thần thánh hành phạt những tánh bất lương của bọn vô đạo kia,
đặng làm cho đường đạo vững bền, nền đạo mau thành tựu. Nhưng thiên cơ há dị phàm phu tục tánh mà để cho các con tội kỳ sở nguyện sao? Các con khá thương hại cho lũ vô tâm ấy mà chẳng nên cụ hờn. Thầy vì lấy từ bi mà dìu dắt các con, nên tạm sửa chút mái quyền di là để cho các con lấy chí thánh của thầy ung đúc bấy lâu mà đối đãi với kẻ nghịch cho đến ngày mãn công quả. Đường đạo vững bền, chớ nên bạo tính mà cũng chẳng nên giải đãi bần dùng. Gắn công trì trí liệu chừng với nhau mà dẹp cho sạch mấy lối chông gai, để cho dễ bước đường sau tấn bộ. Thiên thơ đã có đủ mái hành tàn, nhưng thầy vì thương các con mà phải sửa nét thân khổ ra đường lo liệu. Các con đặng tự do mà hành biến cho xong việc. Kẻ lo lắng bao nhiêu thì đường về chung hiệp cùng thầy bước đặng bấy nhiêu. Kẻ vô tâm trở lòng phá nền đạo bao nhiêu thì hành phạt sẽ chất đầy bấy nhiêu. Tòa Tam Giáo đã xin ngưng phổ độ nơi đây nhiều lần, song vì thầy thấy lòng chí đức của các con mà chẳng nỡ. Lý Bạch và Quang Thánh cũng xin hành phạt lũ vô đạo, thầy chẳng khứng là vì muốn để cho các con chịu dày thêm chút ít hạnh khổ đó. Trong các con mỗi đứa đều lưu tâm tưởng cho nền đạo sẽ đặng vững bền đồ sộ là biết vì thầy đó. Xưa các thánh làm cho nên mối đạo biết bao là công trình ngày tháng. Đạo của thầy gieo có mấy lâu mà tình hình thế sự thế nào, bao nhiêu cũng đủ cho các con vui lòng mà bước tới. Ngày 15 April 1927, Phú Nhuận. Thầy các con, mái thiên cơ các con chưa rõ, các con cứ tưởng lầm rằng thầy không kiềm chế kẻ vô lương đặng. Các con hằng muốn thấy kẻ ấy bị hình phạt nhãn tiền thì mới vừa lòng các con. Nhưng thánh ý thầy không phải vậy đâu. Thầy đã nói cho các con hay trước rằng nếu các con không tự lập ở cõi thế này là cái đời tạm của các con, thì thầy cũng không bồng ẩm các con mà đỡ lên cho đặng. Ấy vậy, cái vấn đề tự lập là vấn đề các con phải lo đó. Thầy vì công lý mà khai đạo cho các con cũng là một phúc hạnh lớn cho các con. Nếu thầy còn đưa tay bồng ẩm thì các con chẳng còn để ý chịu nhọc vì đạo. Thầy lại có nói rằng ngày nào các con còn trông thấy một điều bất bình ở đời này thì đạo chưa thành vậy. Mối đạo thầy đưa cho các con phân đầu hết thì các con phải chịu trách nhiệm các con lớn lao cao thượng là chừng nào. Nếu các con không biết nghĩa vụ của đạo thì sao cho xứng đáng. Vậy thầy khuyên các con cứ thình lòng thình nết cho có trật tự trong đạo thì tất nhiên muôn điều khó nhọc cũng tan như giá. Các con vì đạo là việc công lý, mà công lý đánh đổ cường quyền thì đạo mới phải đạo, các con hiểu à? Ngày 20 April 1926, Lý Bạch. Trung Hiền Hữu, lão để lời cho Hiền Hữu biết rằng trong môn đệ của Đức Từ Bi phần nhiều đã chẳng giữ lời thầy mà xử cho tròn phần nhân đạo, giao tiếp cùng nhau cho có nét yêu dấu tạc thù trong niềm đạo hữu, lại có giả ghét lẫn tương phân. Lão hằng để ý về việc ấy, ước sao cho Hiền Hữu chăm nom phân rành cho các đạo hữu đồng biết về việc sẽ xảy ra nơi đó trong lúc sau này.
Đức Từ Bi hằng dạy chư đạo hữu biết tương thân tương ái, chia vui sớt nhọc cho nhau, mà hành sự cho rạng rẽ vẻ mối đạo quý trọng. Chưa đặng bao lâu mà lời dạy bảo chẳng còn chút nét kính tuân. Thế thì sau này có ngày phải khuất hết dấu thánh truyền, thì cách giao tiếp của chư đạo hữu phải ra sao nữa? Lão muốn cho hiền hữu phải chịu nhọc mà phân rành về việc ấy cho chư đạo hữu, lão để ý nghe. Sự ghét lẫn và sự vô tình nếu đem vào nền đạo mà gieo truyền cho nhau, thay vì làm cho sanh linh thương mến dìu dắt nhau, lại làm cho chúng sanh càng hềm thù nhau, rồi rốt cuộc lại thì một trường náo nhiệt, phải làm cho tánh mạng của chúng nó vì đó mà phải bỏ liều. Đem giọt máu vô tâm nhuộm cả tinh thần, bị dày vào biển khổ đời đời kiếp kiếp đó. Đức Từ Bi hằng nói, đạo lập thành là do nơi tâm trí của các đạo hữu, nhất là các chức sắc thiên phong. Phàm một việc chi muốn thuận lòng trong đạo, cần phải hiệp các thánh luận bàn, đoạn sẽ thi hành thì bước đạo tự nhiên vững vàng. Nếu có điều trắc trở, đó là phần trách nhiệm của chư hiền hữu đã chịu lời cùng Đức Từ Bi mà dẫn bước cho cả môn đệ thầy. Chư hiền hữu đã đặng phép tự biến tự liệu mà hành đạo, thế thì hiệp dày chung lo thảo thuận cùng nhau còn chi hơn nữa đặng. Chư hiền hữu khá để lòng về việc nhân đạo, chớ bỏ qua mà phụ thánh ý của Đức Từ Bi nghe. Ngày 27 tháng 5 1927. Thầy các con, hội thánh là về các con há áo não thảm thai. Thầy tưởng khi chẳng lẽ phải cần nói ra, đợi cho thánh chất các con tăng thêm đặng chút nào lại càng thấy đặng khổ não của thầy. Vì các con mà đeo đuổi từ ngày khởi lập nhân loại đến trừ, chẳng dè phàm chất các con nó mạnh mẽ thế nào, đè khuất trọn vẹn chút mãi muốn thánh chất thầy để vào lòng các con, nên nay thầy buộc mình phải nói rõ. Các con ơi, thầy hỏi vậy chớ mỗi phen độ rỗi cho đặng các con, các con có biết thầy chịu khổ não dường nào chăng? Quyền hành chí tôn của thầy, các con nếu hiểu thấu thì các con sẽ thấy nó là một hình phạt rất nặng nề, chẳng khác nào như gông với trống. Thầy lập nhân loại là đồng giống các con, chỉ tưởng rằng ban đặng phẩm thần thánh tiên Phật nơi cõi thế giới càn khôn đặng làm cho rõ thánh chất mạnh mẽ hơn phàm chất, nào dè còn lại đặng chẳng đủ một phần triệu đấng, thì thế nào thầy không đau lòng cho đặng? Thầy chưa hề biết hành phạt các con bao giờ. Từ khai thiên thầy đã sanh ra các con, sự yêu mến của một ông cha nhân từ thế quá lẽ, làm cho đến đổi con cái khinh khi phản nghịch lại. Cũng như kim quan sứ là Atula, thánh giáo gọi là Lucifer, phản nghịch náo động thiên cung, chư thần thánh tiên Phật còn phàn nàn trách cứ thầy thay. Các con ơi, đã gọi là đấng cầm cân lẽ công bình thiên liêng đâu mà thầy đặng phép tư vị. Thầy lấy lẽ công bình thì tất nhiên phải chiếu theo thiên điều, mà chiếu theo thiên điều thì là con cái thầy, tức là các con phải đọa trầm luân đời đời kiếp kiếp. Các con phải ngồi nơi địa vị thầy thì các con thế nào? Mỗi phen thầy đau thảm khóc lóc các con, phải lén hạ trần quyết bỏ ngôi chí tôn xuống lập đạo, lại bị các con bạc đãi, biếm nhã, xua đuổi,
bắt buộc đến đổi phải chịu cho các con giết chết. Ôi thảm thai, thảm thai! Các mối đạo thầy đã liều thân lập thành đều vào tay chú quỷ hết. Nó mê hoặc các con, nhiều bậc thiên tiên còn đỏ, huống lựa là các chân thần khác của thầy, đương nắng đúc thế nào thoát khỏi. Thầy đã chẳng trách phạt Kim Quang Sứ, lẽ nào lại trách phạt các con? Song hình phạt của thiên điều, dầu chính mình thầy cũng khó tránh. Các con tự lập hình phạt cho các con, cũng như thiên điều mà thần thánh tiên Phật lập thành đó vậy. Thầy đã cho kẻ thù thầy đặng hưởng ân điển của thầy, lẽ nào trước bỏ phần của các con? Song tại các con từ chối, đáng thương mà cũng đáng ghét. Mỗi phen thầy đến lập đạo thì là phải cam đoan và lãnh các con, chẳng khác nào kẻ nghèo lãnh nợ. Các con làm tội lỗi bao nhiêu, oan nghiệt bấy nhiêu, thầy đều lãnh hết. Các con đã đặng thông dông rồi, rảnh chẳng lo tu đức mà sửa mình, lại còn cả gan trước mặt thần thánh tiên Phật gây thêm tội lỗi nữa, thiệt là đáng giận. Thầy chẳng biết bây giờ đây thầy phải bỏ đạo, liều đọ với các con, hay là đợi cho đạo bỏ thầy đó các con? Cắt ruột ai lại không đau? Nếu thầy không cầu khẩn Thái Bạch đình hình phạt lại cho tới ngày lập thành tòa thánh, các con lấy công mà chuộc tội, thì trong các con chẳng đặng còn lại một phần người. Các con nên lấy lời răn thầy đây làm vị thuốc khử tội của các con, phải sợ mạng lệnh Thái Bạch. Thầy nhắc các con lại một phen nữa, thầy ban ơn cho các con. Thầy thăng. Ngày 29 tháng 5 1927, Lý Bạch. Hỷ chư đạo hữu, chư đạo muội bình thân. Nền đạo làng lập nên là nhờ có lòng đạo đức và tánh khiêm cung của mỗi môn đệ của đức Từ Bi. Nếu đạp vào nẻo đạo mà còn bôn chôn tranh lướt theo thói thường tình, thì dầu có bao nhiêu đạo hữu, bao nhiêu công quả đi nữa, mối đạo chẳng qua là một trường ngôn luận của thế gian đó thôi. Chớ công quả đạo đức mong chi thấy sự kết quả xứng đáng đặng. Phần nhiều đạo hữu vì tánh tình tục phàm mà làm cho gây trở bước đạo, lại e chẳng khỏi sanh ra một trường náo nhiệt trong đạo về buổi sau này. Đức Từ Bi đã lấy lòng bản đại mà gieo giọt nhành dương để rửa lối phàm gian, hầu đem mình giá trắng gương trong vào nơi cực lạc. Đã chẳng biết tự cải lại bợn thêm tánh tục, mà để cho cả muôn người phải chịu khổ tâm. Hành đạo như vậy có giúp đặng ai chăng? Chư đạo hữu mượn chớ luận bàn, để phải quấy lão cũng ra tay sửa trị được vậy. Miễn làm xong phận sự là đủ, còn nét dạy tà của ai để mặc ai. Lão cũng hết lòng chiều theo tánh từ bi của Đức Thượng Đế. Bằng chẳng thì lão buông tay bôi xóa hết trường công quả đại đạo, thì chúng sanh hết trong mong mà kẻ chát tội lỗi cũng khó bề lấy sức phàm phu để gây nên rối rắm nữa. Đen trắng hai màu, chánh tà đôi nẻo, mạnh sức trì trí thì nhờ, yếu tâm lơi bước thì chịu. Ma ma Phật Phật hai chốn riêng phần, thưởng phạt rồi đây cũng tới. Ngày 1 Sơn 1927,
thầy các con. T. Từ nền đạo khai sáng đặng gieo truyền mối chánh giáo đến nay, thì phần nhiều môn đệ đã có chọn tất thành mà nhiều dắt sân linh và đắp dung mối đạo trời. Ấy là những đứa thầy đã tin cậy đặng gia công dọn lối trong gai để mở trống nẻo thiên liêng, dẫn lần nhân sanh khỏi sông mê bến khổ, tức là cõi trần vô vị này. Đạo đã lập thành, gót trần của phần nhiều môn đệ hầu rửa sạch bẩn, nhưng các con phải chịu lắm nỗi gai go mà gieo mối chánh truyền cho đoàn hậu tấn. Gương sáng đã dồi nên mà con thuyền bát nhã, phải tùy mái thiên cơ lắm phen lắc lở, đắm chìm biết bao khách. Ấy là những môn đệ vô phần, đã chẳng giữ nét thanh cao, lại mượn thói tại dạy tà để làm cho nhơ bợn mối đạo quý báu của thầy, đã lấy đức háo sanh mà khai quá. Con đã để dạ ưu tư về mối đạo, đã lắm lần trăm cay ngậm đắng mà nhuộm nét nâu sòng, mong trao rạng mảnh gương để soi cho chung bước đàn sau mà lần đến cảnh tự tại thung dung, tránh bớt muôn điều phiền não. Ấy là môn đệ yêu dấu, khá gìn mực ấy mà đi cho cùng nẻo quanh co. Cân công quả sẽ vì phần phước mà định buổi chung quy cho mỗi đứa. Còn cuối kỳ tháng 6 đây thì thầy phải ngưng hết cơ bút truyền đạo. Các con sẽ lấy hết chí thành đã ung đúc bấy lâu mà lần hồi lập cho hoàn toàn mối đạo. Này là mấy lời đinh ninh sao rốt khá lưu tâm, ai dạy tà nấy có phần riêng, cứ giữ nẻo thẳng đường ngay, bước đến thang thiên liêng chờ ngày hội hiệp cùng thầy. Ấy là điều quý báu đó, thầy ban ơn cho các con. Minh Lý Đàn, năm 1927. Ngọc Hoàng Thượng Đế viết cao đài giáo đạo Nam Phương. Ta chào các con, ta cho phép lên hết, ta chào chung các con, cười. Ta mừng cho con đó, chung, thầy có hội chư tiên Phật lại mà thương nghị về sự lập đạo tại Đại Nam Việt Quốc. Các con khá nghe lời thầy dặn, chớ khá nghịch lẫn nhau, phải đồng một lòng một dạ mà lo chấn hưng đạo đức. Tuy bây giờ phân chia nhiều nhánh nhiều chi, chớ ngày sau cũng có một mà thôi. Các con dầu bên nào cũng thương nhau như con một nhà, chớ khá ganh gỗ chê bai nhau. Thầy xin lập tiểu đàn này là thầy biết con đến đó chung. Con khá nhớ những lời thầy đã dạy, con phải nên trợ giúp Minh Lý cho nên việc, nghe hả? Có nhiều đạo cũng như cái nhà, phải có nhờ. Nào là cột cái, nào là cột con, đòn tay, kèo, rui. Rui là nhỏ, mỏng mảnh hơn hết, mà cũng phải nhờ nó. Tuy là kể cho nhiều tên, chớ cất rồi thì có một chú ở nhà mà thôi. Con chung nên về ráng tập các đạo hữu của con cho có lễ phép. Đạo thành là nhờ lễ. Bên Minh Lý đây là Semine, là chỗ các thầy tu, ngày sau độ về phần linh hồn đó con. Thôi thầy về, chút nữa có thái ất giáng. Thăng.